Hello, hân hoan vui mừng và phấn khởi chào đón tất cả quý vị. Chúng ta đã quay trở lại với kênh YouTube của Sơn Sàm TV. Vâng, liên tục chương trình sẽ là những cái tin nóng, tin hot trong ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng đến với cái chuyên mục là nhiều chuyện cùng Sơn Sàm. Đi đâu mà dội mà vàng mà dấp phải đá mà quàng phải dây. Dừng chân ghé lại nơi đây mà chẳng đá nào dấp mà chẳng dây nào quàng. Rồi, xin chúc tất cả quý vị, tất cả quý vị khán giả yêu thương của Sơn Sàm TV một buổi tối tràn đầy niềm vui, một buổi tối tràn đầy hạnh phúc. Và để mở đầu cho các bản tin ngày hôm nay, xin tất cả quý vị chúng ta hãy xem qua một phóng sự ngắn khoảng 30 giây. Đó, xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy xem qua một phóng sự ngắn khoảng 30 giây. Rồi, xin trân trọng kính mời. Đêm 21 tháng 9 năm 2014, đêm của những con người có tấm lòng nhân ái. Đó là đêm diễn ra ký kết chương trình Trái tim hằng hữu giữa Công ty Cổ phần Đại Nam và Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Quỹ tài trợ 1.000 tỷ đồng của Công ty Đại Nam cùng với đội ngũ y bác sĩ giỏi chuyên môn của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cam kết điều trị và mổ tim bẩm sinh miễn phí 100% cho 15.000 trẻ em nghèo trong toàn quốc. Đó là nội dung của một đêm tuyệt vời đầy ý nghĩa. Chương trình Trái tim hằng hữu là một cái chương trình tài trợ cho những trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh. Vì những cái trẻ em này sau khi mổ chữa lành trái tim thì những trẻ em này sẽ trở lại một cái cuộc sống khỏe mạnh như một người bình thường. Chương trình này thì kéo dài trong từ đây cho đến năm 2030 và mỗi năm chúng tôi cố gắng mổ từ 500 cho đến 1.000 em. Vâng, kính thưa quý vị, đó là niềm vui. Đó là cái niềm vui của cái ngày mà lập cái quỹ mổ tim hằng hữu. Và cái quỹ này dự kiến sẽ kéo dài đến năm 2030. Nhưng mà hết rồi quý vị. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Cách đây 1-2 giờ đồng hồ thì chị Nguyễn Phương Hằng đã lên tiếng chính thức trên trang cá nhân của mình là dừng tất cả các quỹ thiện nguyện, trong đó có quỹ mổ tim hằng hữu, và giải thể công ty. Đây thật sự là một cái tin rất là đáng buồn quý vị, rất là đáng buồn. Rồi, kể từ bây giờ tất cả các em nhỏ, những cái em nhỏ mà bị tim bẩm sinh cũng như sinh ra trong một cái gia đình nghèo khó sẽ mất đi một cơ hội tìm lấy cuộc sống của mình, mất đi một cơ hội rõ rệt nha quý vị. Rồi, theo như chia sẻ mới đây của chị Nguyễn Phương Hằng thì chị cảm thấy bị cô độc, cảm thấy bị tổn thương trên cái con đường thiện nguyện của mình. Chị đã đóng góp rất là nhiều cho xã hội, cho cộng đồng, làm rất là nhiều việc thiện, nhưng mà chị cảm thấy không được ghi nhận và bị người ta xỉa xói, chửi bới rất nhiều. Chị cảm thấy rất là mệt mỏi. Chúng ta có thể cảm nhận được sự bất lực và cái sự đau đớn trong lòng của chị qua cái bức tâm thư hồi chiều chị gửi. Theo đó thì chị có nói rằng là bây giờ có cho cũng bị chửi mà không cho cũng bị chửi, cỡ nào cũng bị chửi. Hiện tại trong cuộc chiến này chị cảm thấy mình bị tổn thương quá nhiều. Đa số những người ủng hộ chị là những người nghèo, những người thấp cổ bé họng, những người không có tiếng nói trong cuộc sống này. Còn những người mà nguy hiểm, những người mà ghê gớm thì lúc nào cũng tìm cách chống đối chị và giống như là để mà tìm cách phế truất chị, gài chị vô một cái bẫy. Cho nên chị cảm thấy là không được công nhận và cảm thấy bị rất bầy tổn thương. Đơn cử như cái kênh Ba Giai TV, chị có nhắc rõ trong bức tâm thư của mình là cái ông nội này, ổng đòi điều tra, ổng đòi vào vô tận bệnh viện để mà điều tra những cái dữ liệu để hỏi xem là chị có ủng hộ thiệt hay không, hay là nổ xuyên lục địa các kiểu. Rồi rất là nhiều người, rất là nhiều cái tập đoàn, rất là nhiều cái cá nhân tập thể khác lúc nào cũng chăm hâm vào nhằm đả kích chị, cho nên chị cảm thấy bất lực và chị đã quá mệt mỏi. Chị sẽ giải tán cái quỹ này cũng như là giải tán công ty, và theo như trong bức tâm thư thì chị sẽ dành cái cuộc đời còn lại của mình để tận hưởng cuộc sống và lo cho các con của chị. Chị sẽ đi đến một nơi xa và coi như là rời bỏ cuộc chơi đó quý vị. Hay không biết là thực hư như thế nào, vì trên mạng xã hội còn rất là nhiều cái luồng ý kiến. Những ngày qua tôi thấy nó như một cái nồi cháo heo, một cái nồi lẩu thập cẩm mà tôi không dám bình luận đâu quý vị. Thì bây giờ chuyện này đúng hay sai không biết, nhưng mà tôi thấy trước mắt là người nghèo đang bị thiệt thòi. Người nghèo đang bị thiệt thòi đó quý vị. Thì
trên mạng đang nổ ra cái drama đó. Một bên thì fan của chị Master, một bên là fan của chị Phương Hằng đó. Rồi IT Nhâm Hoàng Khang thì lật mặt Master, rồi các cái kênh YouTube khác thì quy chụp Master vui vẻ là phản động, là ba que ba sọc, là tổ chức này tổ chức kia đó. Hiện tại thì tôi thấy tình hình nó rối ren quá đó, nó quá rối ren đó. Tất cả mọi việc sơn sàm không dám nhận định, không dám nhận định, chỉ có đưa tin thôi đó. Khi nào mà có kết luận của cơ quan chức năng thì sơn sàm mới nhận xét nha. Hiện tại là chỉ đưa tin, không dám đưa ra bình luận nào cả. Nhưng mà cái việc này tôi thấy rất là buồn, cực kỳ đáng buồn luôn quý vị, rất là đáng buồn. Tại vì người nghèo và những đứa trẻ bị tim bẩm sinh kể từ bây giờ đã mất đi một niềm hy vọng nha, mất đi một cơ hội. Rồi thì quý vị biết rằng mà khi mà gia đình mình lâm vào cảnh khốn cùng, mà con cái đang bị mắc một căn bệnh cực kỳ hiểm nghèo, cần một số tiền cực kỳ lớn, thì lúc đó họ chỉ biết buông xuôi, họ không có cái gì để họ bấu víu cả. Và khi nhờ được cái quỹ mổ tim này mà mang lại cái sự sống cho con của họ, cũng như là kéo con về từ tay của thần chết, là họ vui, họ mừng như thế nào, họ mừng như thế nào, giống như là ở trên trời mà rơi xuống một cái món quà vậy đó, như là Bồ Tát sống đã ban tặng cho họ. Trời ơi, nó cảm xúc nó ghê lắm quý vị. Và bây giờ tôi đã sưu tầm được một cái video clip về một cái chị này là dân tộc Khmer gì ở Sóc Trăng đó. Đó, cũng gia đình này nọ không có tiền, không có bạc, mà con á là bị bệnh hiểm nghèo. Nhờ cái quỹ của chị Hằng và anh Dũng và con của họ được cứu sống, để chúng ta thấy được cái niềm vui của họ, cái cảm xúc của họ như thế nào, để mà chúng ta có cái quyền nuối tiếc về cái quỹ mổ tim hằng hữu này. Xin mời tất cả quý vị chúng ta xem qua video clip. Và cái hôm bữa mà cuộc họp báo của cô Hằng và chú Dũng ở Đại Nam á, thì có một anh, là anh đó là anh của chị ha, anh hàng xóm thôi. Dạ. Anh thấy gia đình khó khăn. Dạ, anh có gọi cho mình, thì anh nhờ mình là có một bé đang bị bệnh tim mà cần tiền gấp để mổ, nhưng mà gia đình rất là khó khăn. Dạ. Dạ, dạ. Anh thì đi làm gì hả chị ha? Giờ đang làm mướn ở nhà, giác. Dạ. Thì rất lúa mướn, rất lúa mướn đúng không? Dạ, dạ, em cũng nghe anh kia anh Gum nói. Thì hôm bữa đó anh Cơm có gửi là cho Phi là một hồ sơ gửi cho chú Dũng và cô Hằng, tại vì anh biết là đến cái quỹ trái tim hàng hữu á của cô Hằng và chú Dũng là giúp đỡ cho những trẻ em mà bị bệnh tim bẩm sinh đó mọi người. Thì rất là may mắn khi mà mình đã có thể là giới thiệu gửi gắm được cho chú Dũng là cái hồ sơ của bé. Thì trong vòng khoảng hình như là 2 ngày sau là cái chị nhân viên có gọi cho mình nói là cái hồ sơ của bé được duyệt rồi. Thì hôm nay em cũng tới để em chúc mừng chị là cái việc mà mổ tim của bé thành công. Em rất là vui về điều đó. Vậy cho em hỏi chị là từ cái lúc mà chị gọi điện thoại từ ở dưới quê đúng không chị? Dạ, dạ. Thì từ đó cho đến bây giờ là thì thấy cái việc mà đi mổ của bé nó có ổn không, hay là nó như thế nào, chị có thể chia sẻ cho mọi người nghe không? Lên đây thì bác sĩ ở đây cũng gắng giúp chạy đó, nghe nói là bên cô Hằng chú Dũng, bên chú Dũng đó là hỗ trợ đó, là hôm nay là giúp chạy hỗ trợ chạy, là đặng lên bữa thứ hai là thứ ba cho mổ, nhưng mà không ngờ là bé sâu găng nhiều quá. Dạ, dạ. Nên nhổ mới là tới bữa nay, tới hôm qua mới được mà mổ nè. Dạ. Không thôi là bữa thứ ba mổ rồi. Dạ. Trong cái khoảng thời gian mà mình nhập viện ở bệnh viện Nhi Đồng 1 của chị. Dạ. Thì có mình có phát sinh thêm cái chi phí gì nữa không? Dạ không đâu. Không phát sinh gì. Dạ thêm không đâu. Là toàn bộ là toàn chi phí đều là cái quỹ của chứ hàng. Dạ. Mỗi tim hàng hữu cho bé là đều hỗ trợ hết. Dạ, được hỗ trợ hết, không có tốn đồng nào hết chị. Dạ. Nhưng mà nghe nói là bên Đại Nam hỗ trợ là hồi xưa ai cũng mừng hết á. Cả bác sĩ cũng mừng luôn. Đâu vậy hả? Bác sĩ cũng mừng luôn. Dạ. Bữa đó là lên là bác sĩ kêu đóng tiền 10 triệu. Rồi cái cũng không có tiền đó. Tôi cầm cái tấm đó, cái lá, cái bác sĩ cái cũng có nói đó, ủa bên Đại Nam á điện lại nói có bác sĩ Hào á, điện mét gì với bác sĩ Nhàn gì đó. Điện nói là bên Đại Nam có hỗ trợ rồi, thì có gì lên đó điện bác sĩ Hào. Lên tới thì điện thì bác sĩ Hào cứ lên rồi xong rồi cái bác sĩ Thủy thì không biết đó. Rồi cái bản kêu đóng tiền rồi cũng không có tiền, nó cứ cầm ở đó. Rồi xong lát cái nói bả là bên Đại Nam hỗ trợ, rồi xong cái bả nó để bả đi hỏi ở trên. Hỏi xong lát cái bả nó thôi vậy trả cái phiếu bả đi, bây giờ là bên Đại Nam hỗ trợ hết rồi. Chia sẻ thêm cho em là cái vòng trong đó đang bé đang nằm á là nó có nó tốt không chị? Tốt, hết tốt luôn, phòng máy lạnh nào tốt. Dạ.
Vậy là nói chung là cái dịch vụ của dịch vụ rất tốt vậy ha. Dạ rồi. Thì chị có thể nói một vài lời gửi đến cô Hằng và chú Dũng không? Dạ. Con cũng chân thành cảm ơn cô chú đã giúp con của con. Con cũng biết nói sao nữa. Thật sự là cảm ơn nhiều. Dạ. Con cũng không biết đó, con người ở dưới quê con nói cũng gành nữa, là người dân tộc. Dạ. Thì em cũng biết cái cảm xúc chị bây giờ nó như thế nào, tại vì em cũng rất là mừng luôn. Em thật sự là em nghe nói mổ cho bé thành công rồi em cũng rất là mừng. Và hôm nay là sáng nay là em mới chạy vô đây là em để gặp chị. Nói chung là em cũng chia sẻ với chị là một phần nào đó cái hạnh phúc của mình. Tại vì bé tuổi nhỏ thì phải mổ sớm, chứ nếu mình để lớn thì là không được. Dạ, em cũng biết rồi đó, nên thành ra em cũng rất là mong là mà cũng cái quỹ này cũng làm nhanh hay chị ha. Nhanh thiệt, nhanh. Dạ, cũng rất là cảm ơn cô Hằng và chú Dũng về cái điều này. Dạ. Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta vừa xem xong một cái video clip rất là xúc động, rất là nhiều cung bậc cảm xúc đúng không? Đó, chúng ta thấy được cái giá trị của cái quỹ mổ tim Hằng Hữu đúng không quý vị? Đó, nó mang lại cho cái cộng đồng chúng ta rất là nhiều cái tình thương ấm áp. Đó, và bây giờ thì cái quỹ này đã ngưng hoạt động rồi quý vị. Đó, phải nói là một cái sự hụt hẫng, một cái sự gọi là buồn đó, buồn không hề nhẹ đó quý vị. Đó, rất là nhiều người từ đây sẽ bị mất những cái phao cứu sinh, mất những cái niềm hy vọng. Và hiện tại thì chị Phương Hằng đã ngưng, và hiện tại thì chị đã giải tán tất cả. Chị dự định sẽ giải tán công ty, đã sẽ ngưng tất cả mọi thứ và đi một nơi xa. Thì tôi không biết nói gì hơn, thì bây giờ sự việc thì cũng đã như thế và quyết định cũng đã được đưa ra. Thì một lần nữa thì cũng không biết trách ai bây giờ. Chỉ biết trách cuộc đời thôi quý vị. Đó, chỉ biết trách cuộc đời thôi, trách cho số phận thôi. Chứ tôi chả biết trách ai bây giờ. Nhưng mà cũng thay mặt tất cả những người ở đây cũng gửi lời cảm ơn đến chị Hằng. Đó, trong cái thời gian qua đã đem đến những cái điều tốt đẹp cho cuộc sống. Xin chúc cho chị sẽ gặp được nhiều may mắn, an nhiên, tự tại. Đó, cái quãng đời còn lại của mình thì hy vọng là chị sẽ được sống thảnh thơi, không phải vướng vào những cái thị phi như thế này nữa. Đó, rồi hy vọng là chị sẽ được đền đáp xứng đáng những cái công quả mà mình đã gieo cho đời. Rồi, cảm ơn chị rất là nhiều, chúc cho vợ chồng chị thì bình an, mạnh khỏe. Rồi, và kính thưa quý vị, liên tục chương trình sẽ là cái chương trình vì cuộc sống ấm no. Rồi, cảm ơn tất cả quý vị đã ủng hộ Sơn Sàm trong suốt thời gian qua. Đó, ở đây có cái số Zalo nha. Cái số Zalo Sơn Sàm TV có bán rất là nhiều hàng Nhật nhập khẩu 100% uy tín chất lượng nha. Hàng Nhật nha, hàng Nhật chất lượng Nhật. Và cái sản phẩm mà được rất nhiều anh chị cô chú ủng hộ trong thời gian qua đó là cái collagen BH này. Đây, cái sản phẩm collagen BH này được rất nhiều anh chị ủng hộ nha. Rồi, collagen BH là gì? Rồi các anh chị search lên Google giùm em nha. Search Google collagen BH là nó ra hết nha. Đó, đây là thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản nha. Thương hiệu thế giới rồi. Cứ search vô là nó ra. Rồi, giá tại Nhật Bản, giá tại Việt Nam bao nhiêu đều rõ ràng hết nha quý vị. Rồi, collagen là gì? Thì xin giới thiệu tất cả quý vị, khi mà cơ thể chúng ta càng lớn, ví dụ như các anh các chị là 25, 30, 35, 40, 50, 60, càng lớn tuổi thì cái collagen trên cái da mặt chúng ta nó sẽ càng bị bào mòn. Đó, nó bào mòn thì cái sản phẩm này nó sẽ bổ sung collagen, nó làm cho cái da mặt mình căng lên, cái da mặt mình nó sáng lên, cái da mặt mình nó khỏe ra, nó dưỡng ẩm cho da. Đó, và nó trắng hồng rực rỡ và nó cải thiện được cái thần thái khuôn mặt của mình, cái làn da mình rất là đẹp. Rồi, một hộp này là 30 gói. Một hộp này 30 gói dạng bột, mỗi ngày mình uống từ 1 đến 2 gói ha. Đó, mình có thể pha với nước chanh ấm nè, hoặc là sữa ông thọ, sữa nóng hoặc nước trái cây đồ mình uống cũng được nha. Rồi, ok, một hộp này em bán 900.000. Nếu anh chị nào mua một liệu trình 3 hộp á là còn 850 một hộp thôi nha. Em bán free ship toàn quốc nha. Một hộp 900, anh chị nào mua 3 hộp là 850 một hộp. Rồi, các anh chị nam nữ BD đều dùng được hết. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mua ai cũng vậy, mua giùm em cảm ơn. Ở đây em có cái số điện thoại nha. Rồi, cả nhà thương Sơn Sàm thì vào kết bạn Zalo, tham khảo coi cần cái gì thì mua ủng hộ nha. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại trong bản tin sau. Chào tạm biệt.